Chào các bạn, mình là Muối Vương đây. Trước mặt mình là áo Rose and Rose của Nhật Bản. Các bạn có thể thấy đây là áo Rose and Rose. Ok. Winget. Đây là áo đi mô tô có giáp. Để mình đây là áo của anh Triệu Thế Thanh đặt. Chất liệu thì khỏi nói luôn rồi, tuyệt vời. Mình không biết nó có chống nước hay không, nhưng mà nó là áo chuyên dụng để đi mô tô. Có đây, có túi ở đây này, và có giáp khuỷu tay, giáp vai, giáp lưng. Để mình cởi ra nhé. Và chất liệu bên trong cực kỳ tốt. Nhìn nó đây, để mình xem đã. Thì bên trong áo là có giáp, các bạn có thể thấy nó lồi nhỉ? Đây là giáp, nó là xốp thôi, nó không phải giáp cứng mà là giáp mềm. Và đây để chống mài mòn. Và chất liệu thì nói chung là nó là hàng hiệu của Nhật Bản. Nên là đây, Rose and Rose. Ok. Áo hàng hiệu thì không phải nói rồi, khác hẳn luôn. Đây đằng sau này có tấm giáp lưng, các bạn có thể thấy đây. Tấm giáp này các bạn có thể thay đổi bằng giáp dày. Nếu các bạn mua giáp dày nhét vào cũng được. Và giáp vai khuỷu cũng vậy, các bạn có thể mua giáp dày để lắp vào. Ở đây cũng có chỗ để bóc ra luôn. Đây, có chỗ túi đựng luôn. Đây, giáp nó chỉ là cái giáp mỏng như này. Ok. Và khuỷu tay cũng vậy, sẽ có. Đây là áo anh Triệu Thế Thanh đặt size M. Size M là nhỏ nhất, người mình cao 1m63, mặc M cũng khá là hợp lý. M, L, size L, L này. Có size LL nhá, LL của nó, nó là giữa size XL ấy, LL. Đó. Và M, L, L, L và size XL. Đó, có từng đó size. Và có hai màu, mình thấy màu kaki đây đẹp nhất. Rồi, áo Rose and Rose đây là đằng sau rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Mình sẽ livestream nữa.